chúng tôi là Quốc Tuấn thuộc đài CFTV Channel. Bây giờ đã là sau 12 giờ đêm của ngày thứ tư, bước sang ngày thứ năm, cũng là ngày thứ ba của cái phiên họp hội nghị cấp bộ trưởng nhằm thúc đẩy tự do tôn giáo. Chúng tôi ngày hôm nay đã chờ ở khách sạn này và hiện bây giờ được hân hạnh nói chuyện với ông Yên Xuân Lương, là một đạo hữu cao đài, người đã tham gia hội nghị về tự do tôn giáo này. Và đặc biệt nhất là ngày hôm nay, ông đã được diện kiến Tổng thống Donald Trump. Chúng ta sẽ có vài lời thăm hỏi ông về cái cuộc viếng thăm này rất là đặc biệt đối với ông. Xin chào ông Yên Xuân Lương. Được biết là ngày hôm nay ông đã được Tòa Bạch Ốc mời ông vào trong một trong số những người nạn nhân về bị bắt hại về tự do tôn giáo. Và được biết là ông cũng được gặp chính Tổng thống Donald Trump. Xin ông xác nhận có phải đúng như vậy theo tin tức trên mạng đã đăng lên thưa ông? Dạ, xin cảm ơn ông Tuấn. Đúng như các tin tức trên mạng đã đăng, hôm nay tôi có hân hạnh được gặp Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc cùng với những nạn nhân tôn giáo khác. Theo ông, là cái chuyến đi này, chuyến vào tại Tòa Bạch Ốc này thì ông có được thông báo trước hay không? Và ông có thể kể lại cho đồng hương nghe cái sự việc chi tiết của nó là sao? Dạ vâng. Tại vì trên báo chí, trên mạng thì họ có đăng sơ, nhưng mà họ dĩ nhiên họ không trả lời người có mặt tại đó, thành ra họ sẽ không có nhiều chi tiết, mà bây giờ ông có thể kể cho mọi người nghe. Dạ vâng. Tôi được biết có chương trình thăm viếng Nhà Trắng. Những chi tiết mà có gặp được Tổng thống hay không đó, thì đến giờ mình lên xe đó, thì ông Đại sứ Tôn giáo Hoa Kỳ, ngài Robert, mới nói rằng khả năng gặp Tổng thống là chắc chắn. Nhưng tôi cũng không hình dung được rằng cái chuyện gặp Tổng thống nó lại thân mật như thế. Tôi nghĩ rằng cái nền dân chủ của Hoa Kỳ nó được thể hiện ở vào cái việc mà Tổng thống gặp những cái người từ nhiều quốc gia mà rất là thân mật. Đó là một nét đặc trưng cho nền dân chủ của Hoa Kỳ. Có phải ông nói như vậy ạ? Ông qua đây là ông có quốc tịch Mỹ hay chưa? Tức là ông có là công dân Hoa Kỳ hay chưa? Dạ vâng. Tôi đến Mỹ đã 30 tháng. Tôi chưa có quốc tịch Hoa Kỳ. Và trong đoàn của chúng tôi cũng có nhiều người là công dân từ nhiều quốc gia khác. Bởi vì đây là hội nghị cấp bộ trưởng để thúc đẩy quyền tự do tôn giáo toàn cầu. Nạn nhân về sự bạo hành của tự do tôn giáo đó, nó đến từ nhiều quốc gia, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một câu chuyện, nhưng mà câu chuyện nào, hoàn cảnh nào cũng đầy nước mắt. Và trong lúc gặp Tổng thống đã lắng nghe sự trình bày của các nạn nhân, và đôi khi Tổng thống hỏi lại một vài chi tiết. Tôi thấy ông rất chú ý đến sự đau khổ của các nạn nhân. Tôi là một người tị nạn về tôn giáo. Tôi bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam 30 tháng vào năm 1996. Sau đó tôi tiếp tục hoạt động cho quyền tự do tôn giáo của Đạo Cộng Đài 1996. Do vậy mà nhà cầm quyền Việt Nam lại bắt tôi lần thứ nhì. Nhưng mà nhờ ơn trời Phật che chở, Cộng sản bắt hộ tôi. Do đó mà họ ra lệnh truy nã tôi. Tôi đã lẩn trốn nhiều năm ở Việt Nam. Và sau cùng, khi chúng tôi hiểu được, tìm gặp được tổ chức BDSOS, thì hoạt động của chúng tôi mạnh mẽ hơn. Và khi hoạt động của chúng tôi ở tại Việt Nam đã tương đối vững vàng, thì tôi thấy cái tình hình ở Việt Nam nó có nhiều biến chuyển nguy hiểm, như vậy mà tôi đã sang Thái Lan. Và từ Thái Lan, tôi nhờ tổ chức BDSOS giúp đỡ, tôi được định cư sang Hoa Kỳ. Xin phép được quay trở lại cái cuộc họp ngày hôm nay, cuộc gặp Tổng thống Donald Trump ngày hôm nay. Xin ông cho biết là ông đã trao đổi và đã đưa cái thông điệp gì đến Tổng thống Donald Trump thưa ông? Dạ vâng, cảm ơn ông. Ngày hôm nay, rất nhiều người đã kể cái hoàn cảnh của mình với Tổng thống. Tôi cũng có những cái hoàn cảnh, nhưng mà tôi nghĩ rằng kể cái hoàn cảnh của mình
đối với tổng thống đó, thì nó không bằng kể cái chuyện của tôn giáo mình, kể cái chuyện của dân tộc mình để tổng thống hiểu. Cho nên tôi nói rất ngắn gọn, thưa tổng thống, Việt Nam không có tự do tôn giáo. Tôi xin tổng thống giúp đỡ cho Việt Nam có tự do tôn giáo. Việt Nam xứng đáng được vào danh sách CBC. Tổng thống hỏi lại tôi là Việt Nam, tôi trả lời là yes và cảm ơn tổng thống. Tổng thống đã bắt tay tôi là người hân hạnh cuối cùng được tổng thống cho phép trình bày. Bây giờ trở lại cái vấn đề, anh chưa là người công dân Mỹ mà anh được tổng thống Mỹ tiếp đón như vậy, thì anh nghĩ cái vấn đề này nó sao, cái cảm xúc không? Dạ vâng, tôi rất là xúc động. Trong cái hoàn cảnh mà những người đến đó đều là những người có những cái câu chuyện đau thương trong cuộc đời, tôi cũng là một người có câu chuyện như vậy, và cả xã hội Việt Nam cũng đang sống trong cái ách nạn độc tài, không có quyền tự do tôn giáo, đó là một điều đau khổ cho cả dân tộc. Cho nên được một vị tổng thống của một cường quốc đứng đầu thế giới nghe được lời nói của mình thì đó là một vinh dự lớn, đó là một giây phút rất tuyệt vời. Nó xứng đáng với cái tên của Bộ Ngoại giao đặt ra là hội nghị cấp bộ trưởng để thúc đẩy cho quyền tự do tôn giáo toàn cầu. Đã là toàn cầu thì không phân biệt màu da sắc tộc, không phân biệt ngôn ngữ, chính kiến, mà chú trọng đến việc thúc đẩy quyền tự do tôn giáo để con người phát triển lòng bao dung, phát triển tính thiện trong mỗi con người, trong mỗi tổ chức tôn giáo. Anh nghĩ rằng nếu một người công dân Việt Nam mà gặp một cái vị lãnh đạo đất nước Việt Nam có thể xảy ra dễ dàng hơn và thân thiện hơn cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay với tổng thống Donald Trump hay không? Tôi lớn lên ở Việt Nam, cả một cái thời thanh niên của tôi cũng sống ở Việt Nam. Tôi chưa từng thấy một lãnh đạo nào của Việt Nam mà tiếp xúc với dân chúng một cách vui vẻ và bình dân như thế. Các quan chức của Việt Nam khi tôi lớn lên tôi biết trong thời mà cộng sản này đã có rất là quan trọng. Không thể nào mà có cái chuyện một cái vị lãnh đạo của một tỉnh thôi mà ngồi lại để nói chuyện với người dân như thế. Tôi nghĩ rằng tỉnh nó đã không có thì trung ương nó lại càng không có nữa. Cho nên việc gặp tổng thống Hoa Kỳ ngày hôm nay, chứng kiến việc ông làm việc với các nạn nhân vì lý do tôn giáo, tôi hiểu được thêm rằng nền dân chủ của Hoa Kỳ quả thật là một nền dân chủ bền, một nền dân chủ có chất lượng, mà có sống ở đó mới biết nó thế nào là dân chủ. Cái cuộc họp ngày hôm nay theo anh nghĩ rằng khi mà tổng thống tiếp đón nhiều người như vậy, ông ta sẽ có làm gì hay không, hay là nó chỉ là một cái cơ hội để chụp hình chung với nhau hay không, hoặc sẽ có hành động gì đó theo những cái cảm nhận của anh? Theo tôi nhận xét đó, cái việc Bộ Ngoại giao mà mời những nhận nạn nhân như thế từ nhiều quốc gia như thế đó, nó đã là cả một sự chuẩn bị. Và cái việc mà đài thọ cho một chương trình như thế nó có một cái chi phí rất lớn. Như bản thân tôi chẳng hạn, khi tôi được mời thì con gái tôi đã lo cho tôi vé máy bay để đi. Sau đó tôi được thư của Bộ Ngoại giao cho biết rằng Bộ Ngoại giao sẽ đài thọ vé bay, thì con tôi trả lời rằng đã mua rồi, xin với Bộ Ngoại giao cho ý kiến. Thì Bộ Ngoại giao dặn rằng khi đến in cái vé nó ra để Bộ Ngoại giao hoàn thiện lại. Tôi cũng làm theo đúng lời của Bộ Ngoại giao dặn dò. Ngoài ra khi mình đi taxi từ phi trường đến khách sạn đó, tôi cũng không có lấy receipt,
Rồi bộ ngoại giao hỏi tôi về những cái đi đứng như thế nào, tôi nói rằng có đi taxi nhưng mà không có lấy receipt. Thì bộ ngoại giao vẫn xuất tiền đó trả lại cho tôi, và kể cả tính cái bạn trở về, nghĩa là bộ ngoại giao đã ấn định rằng cái chi phí bình thường là như thế và cho tôi bình thường, kể cả cái chi phí ăn trong mấy ngày đi học, chi phí khách sạn là bộ ngoại giao cũng đã thỏa hoàn toàn. Do vậy mà tôi nghĩ rằng đây là một chương trình muốn đi đến thực chất, muốn đưa đến hành động cụ thể để thúc đẩy quyền tự do tôn giáo toàn cầu. Qua những cái cuộc thế chiến đó, thì người Mỹ cũng như những quốc gia khác, họ đã nhận ra rằng có những cái thảm cảnh như vậy là do thiếu lòng bao dung, do thiếu cái tình thương. Mà những cái yếu tố đó tôn giáo góp phần xây dựng, góp phần đào tạo ra được. Muốn giảm đi cái sự thù hận, sự tranh chấp giữa quốc gia này và quốc gia khác, thì chỉ có việc phải nâng cao cái lòng bao dung, nâng cao cái sự tha thứ lên. Điều đó tôn giáo giải quyết rất hữu hiệu. Do vậy mà tôi nghĩ rằng chương trình của Hoa Kỳ đã đi đúng hướng, giúp cho nhân loại sống tương nhượng với nhau để sống, chứ không phải tranh sống với nhau để là đi tới cái chỗ chiến tranh với nhau. Chương trình được biết là chúng ta đã trải qua là ngày thứ ba của cái cuộc họp. Vậy thì ngày mai có còn chương trình ra sao thân nhân được biết? Theo tôi biết thì ngày mai còn một chương trình nữa mà có thể là Phó Tổng thống sẽ đến dự hội nghị. Nhưng mà chương trình chi tiết thì có thể bây giờ có thể chúng ta chưa nắm rõ. Vâng. Đặc điểm của cách làm việc là do cái lý do bảo mật để mà giữ gìn cái an toàn. Do vậy mà đến coi như đến giờ thì sẽ biết cái chuyện gì, nhưng mà chúng ta có thể hình dung ra được. Vì cái tầm quan trọng của hội nghị này á là nó rất lớn, bởi vì chính Hoa Kỳ là cái người thúc đẩy Liên Hiệp Quốc chọn ra một nghị quyết, chọn ngày 22 tháng 8 làm ngày tưởng niệm nạn nhân bị áp bức vì lý do tôn giáo toàn cầu. Tôi nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ muốn đẩy mạnh cái sự tự do tôn giáo toàn cầu nên mới mở hội nghị này, và thúc đẩy các cường quốc khác chú trọng đến tự do tôn giáo cũng nên có đại sứ tôn giáo như Hoa Kỳ. Bây giờ xin đưa vấn đề khác, có vài câu hỏi liên quan vấn đề cá nhân của bản thân ông, thưa ông. Thứ nhất là ông là một người từng bị nhà nước Cộng sản Việt Nam truy nã. Sang đây ngày hôm nay chính bản thân lại được Tổng thống Hoa Kỳ tiếp đón. Điều thứ hai, gần đây có một số báo chí nói ra nói vào, tuy không nói thẳng nhưng mà có vẻ ám chỉ ông có thể là một trong những người làm việc cho nhà nước Cộng sản Việt Nam. Ngày hôm nay ông lại được Tổng thống Hoa Kỳ tiếp đón, thì trong vắn tắt trong hai ba câu thôi, ông có thể chia sẻ ông suy nghĩ sao về những lời chúc mừng mới đưa ra, những cái lời nhận xét của kết tội kết án quy chụp của nhà nước Việt Nam và những cái người lời nói quy chụp của một số báo giới bên này và những tháng vừa qua mà ông đã từng nghe. Dạ vâng, tôi sống sót ra khỏi nhà tù của Việt Nam là một kỳ tích, và tôi bị truy nã trong 8 năm mà không nhà cầm quyền Việt Nam không bắt tôi được, cũng là một kỳ tích. Và có những cái thời điểm mà tôi đem tính mạng của tôi ra thử thách với nhà cầm quyền Việt Nam, tôi vẫn an toàn. Với những cái điều đặc biệt như vậy, cho nên những người nghi ngờ nói rằng tôi là tay trong của Cộng sản nên mới an toàn như vậy, nhưng mà họ không biết rằng tạo hóa có sự sắp xếp của tạo hóa. Tạo hóa đã an bài cho tôi làm một cái trách nhiệm nào đó, cho nên mới để cho tôi những cái khe hở mà tôi sống sót như thế. Điển hình như ngày 14 tháng 3 năm 2008, Cộng sản đem mấy chục công an tới vây nhà để bắt tôi. Làm sao tôi biết được và họ có kế hoạch bắt. Nhưng mà trời Phật cũng xui khiến tôi ra khỏi nhà mà họ không hay. Thì đó là cái sự che chở của trời Phật đối với tôi. Tôi là người hoạt động tôn giáo, tôi phải tin vào thiên liên. Rồi trên cái bước đường mà lưu lạc 8 năm
ở Việt Nam để sống. Tôi cũng trải qua nhiều cảnh nguy hiểm nhưng mà đều trôi qua cả. Ngay cả việc tôi đến Thái Lan tị nạn, rồi đến Hoa Kỳ, kể ra đó thì nhiều người cũng góp ý với tôi rằng nên làm cuộc phim kể lại cái chuyện đó. Nó như là một cái kỳ tích, mà cái kỳ tích đó do nơi BBSOS đã góp phần làm ra kỳ tích đó. Một người tị nạn ở Thái Lan không có giấy tờ gì hết mà BBSOS đã dàn xếp, đã sắp xếp các đầu mối để tôi được phỏng vấn với tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan. Rồi nhờ cái sự uy tín của BBSOS, một ông tướng người Thái Lan đã về hưu giúp cho tôi ra khỏi Thái Lan không có một cái giấy bắt bò nào hết. Rồi khi đến Hoa Kỳ với một cái hoàn cảnh của một người bị truy nã, sống từ một quốc gia độc tài, tôi hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ. Cũng chính vì BBSOS đã tạo điều kiện để tôi tiếp tục con đường thành đạo. Do vậy mà nhà cầm quyền Việt Nam mới cho những cái tay sai của họ nói xấu tôi, nói xấu về cá nhân tôi, nói xấu về gia đình tôi. Nhưng mà BBSOS không tin vào những điều họ nói. Và cái sự cộng tác của tôi với BBSOS đến giờ này nó đã mang lại những cái thành quả rất lớn cho đạo của đài 1956. Từ cái việc mà chi phái 1997 đánh đập chúng tôi, phá nhà phá cửa của người đạo chúng tôi, ngày hôm nay họ đã bị chặn đứng. Có nghĩa là chúng tôi mạnh hơn chứ không phải là họ tự tế hơn. Nhưng mà cái sức mạnh của chúng tôi qua cái việc mà giúp đỡ của BBSOS về việc thu thập các cái chứng cứ, hay là đào tạo những báo cáo viên để báo cáo những cái vi phạm ra quốc tế, là đã đẩy lùi cái sự vi phạm của chi phái chính phái. Do vậy mà họ phải cho tay sai của họ nói xấu tôi. Và cái đỉnh cao của sự nói xấu đó là họ đã nhờ tay sai của họ liên lạc với báo Người Việt Dallas do ông Thái Hóa Lộc làm chủ nhiệm kinh chủ, viết bài ám chỉ rằng tôi là cộng sản, nằm dùng lại chính sách qua thành viên. Nhưng mà cái khi chúng tôi cung cấp những cái chứng cứ, và BBSOS cũng có gửi những cái tư liệu đến cho ông Lộc biết cái, về cái sự thật diễn ra, thì ông Thái Hóa Lộc đã đến dự họp báo và xin lỗi chúng tôi, cũng như xin lỗi chính sách qua thành viên. Xin cảm ơn ông đã chia sẻ những cái chi tiết lời cá nhân và những kinh nghiệm mà ông đã trải nghiệm qua từ Việt Nam đến sang đây. Trước tiên xin chúc mừng ông. Hy vọng rằng cái việc ông được gặp Tổng thống ngày hôm nay sẽ là câu trả lời cho nhiều những người đặt câu hỏi về ông, và cũng là đặt câu những câu trả lời mạnh mẽ cho chi phái cao đài 1997. Họ sẽ phải suy nghĩ và bắt đầu phải, tôi nghĩ là phải lo lắng thì đúng rồi. Dạ vâng, tôi nghĩ rằng bây giờ chi phái 97 rất lo lắng, bởi vì họ đã tính toán rằng họ diệt được đạo cao đài 1956, cho nên họ mới tiến một bước rất xa ngoài cái việc ăn cắp căn cước. Họ còn tính cái chuyện là xóa bỏ vĩnh viễn cái căn cước đó, nhưng mà tổ chức BBSOS đã phát hiện ra và đã giúp chúng tôi khởi cái vụ kiện về ăn cắp căn cước, về cái vấn đề mà thương hiệu độc quyền. Cái việc đó làm cho chi phái 97 nó rất lung tung, và hiện nay BBSOS cũng giúp đỡ cho người đạo cao đài 1956 mở một cái vụ kiện thứ hai, là mở vụ kiện dân sự để kiện những cá nhân đã làm tay sai cho chi phái 97, gây tác hại cho thánh thất Quan Thần Viêu cũng như cho cá nhân thôi. Xin chúc bản thân của ông Dương Xuân Lương và tất cả đạo cao đài được chính thức đạo cao đài 1956 có những mục tiêu vững mạnh để có cơ phục hồi tại cửa đảo. Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Xin cảm ơn quý vị. Mời ông có gửi lời chào tới tất cả những người đang theo dõi chương trình của CFTV. Chào ông. Dạ vâng. Xin cảm ơn ông Tuấn. Và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của channel đã quan tâm đến câu chuyện của chúng tôi. Xin thân ái kính chào quý vị. Và đây là một buổi phỏng vấn rất là nhanh. Chúng tôi đã làm gấp cho đêm nay để cung cấp cho quý vị những tin tức sốt dẻo nhất của ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị.